Trần gây thất vọng về phần trình diễn tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Bên cạnh việc thất vọng về phần âm nhạc, nhiều khán giả cũng tỏ ra thất vọng trước phần trình diễn của Cây Trần tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngày trước phần thi dạ hội của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, anh chàng Cây Trần đã gửi đến khán giả màn trình diễn U Mê Em, một bài hát mà nam ca sĩ ra mắt cách đây không lâu. Là một sản phẩm vừa ra mắt, khán giả rất chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ từ Cây Trần, thế nhưng kết quả thực sự không hề như mong muốn. Dẫu đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp và đi diễn nhiều năm, nhưng màn trình diễn lần này của Cây Trần khiến không ít khán giả theo dõi cuộc thi vô cùng thất vọng. Mặc dù đã đầu tư dàn dancer và kỳ công tập luyện vũ đạo đẹp mắt, nhưng khả năng hát live của Cây Trần mới là vấn đề lớn, giọng hát và âm thanh như không ăn nhập vào nhau. Nhiều ý kiến cho rằng sân khấu live của nam ca sĩ vừa rời MTP Entertainment tương đối tệ, không tạo ra được bất kỳ điểm nhấn nào. Nặng nề hơn, một số khán giả cho rằng đây không phải là màu sắc âm nhạc họ mong chờ ở Cây Trần. Chất của cây mà các bạn muốn đây sao? Chưa thấy chỗ hát hay, cũng chưa thấy chỗ nhảy đẹp, một khán giả bức xúc chia sẻ ở phần bình luận. Chia sẻ về định hướng sau khi rời công ty của Sơn Tùng MTP, Cây Trần khẳng định, thứ gì giúp cuộc sống tôi tốt, tử tế hơn, tôi đều học. Đó chính là lý do vì sao khi công ty cũ mời, tôi đồng ý đến để học sự giàu kinh nghiệm, kỹ năng của họ. Tất cả mọi người đều biết rằng bạn ấy rất giỏi, tôi khâm phục bạn ấy. Khi tôi rời công ty, tôi nghĩ thời gian học hỏi đã đủ rồi. Cũng đã đến lúc tôi có một con đường mới, kế hoạch mới để tự đi bằng đôi chân của mình. Đó cũng chính là lý do công ty 777 được thành lập. Cây Trần tên thật là Trần Anh Khoa, sinh năm 1994, là một ca sĩ, rapper, producer tài năng và được công chúng yêu mến bởi tính cách đáng yêu và ngoại hình nổi bật của mình. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh không mấy nổi bật đến năm 2018 khi anh tham gia chương trình nhạc hội Song Ca Mùa 2.